Mừng bạn đăng ký thành công, Infina tặng bạn 30k. Bắt đầu trải nghiệm đầu tư tích lũy trên Infina ngay, rồi bấm bắt đầu trải nghiệm. Nếu anh em quan tâm đến chủ đề kiếm tiền này á, thì đường link ở dưới phần mô tả video nha. Anh em nhấn vô tải ứng dụng về, sau đó thì chúng ta sẽ tạo một cái tài khoản thôi, gồm họ này, sau đó là tên. Ở đây nó ví dụ là tên Vanna, có nghĩa là nó sẽ kèm tên lót luôn nha anh em. Ví dụ mình tên Văn Tuấn, thì ở đây mình sẽ nhập là Văn Tuấn thôi. Rồi, viết hoa chữ cái đầu cũng được, viết hoa hết cũng được ha. Còn ở phần mã giới thiệu, nếu như anh em nhấn vào đường link của mình, nó sẽ hiển thị là số điện thoại của mình thôi. Còn nếu như không hiển thị thì anh em sẽ sửa lại ha. Nhập mã giới thiệu để chúng ta sẽ nhận được là 30k sau khi tạo tài khoản thành công. Thêm hết thông tin, chúng ta bấm vào chữ tiếp theo là được. Ở phần số điện thoại thì chúng ta sẽ nhập số điện thoại của anh em vào. Và lưu ý nó đã cộng 84 rồi, có nghĩa là nó thay cho số 0 đó nha. Chúng ta sẽ bỏ số 0 đầu đi nha, gửi mã OTP. Đợi nhận được mã OTP thì anh em nhập vô là được rồi. Ở đây thì mình sẽ bấm cho nó tự động nhập luôn. Nếu như điện thoại của chúng ta có chức năng này thì anh em bấm cấp quyền, còn không thì thôi ha. Ở cái phần tạo mã pin, đây là một cái mã pin gồm 4 số nha. Anh em sẽ tạo vô, ví dụ như là 1478 chẳng hạn. Ngày tháng năm sinh của bạn cũng được, cho nó dễ nhớ ha. Nhập một lần xong, lần thứ hai thì chúng ta phải xác nhận lại mã pin nhé. Mừng bạn đăng ký thành công, Infina tặng bạn 30k. Bắt đầu trải nghiệm đầu tư tích lũy trên Infina ngay, rồi bấm bắt đầu trải nghiệm. Rồi chúng ta sẽ bỏ qua những cái phần mà nó hướng dẫn này nha. Những cái này nó đơn giản lắm anh em, chúng ta sử dụng một chút là anh em đã biết hết tất cả các chức năng rồi. Rồi tiếp tục, bây giờ anh em sẽ bấm vô biểu tượng avatar góc trái này. Nó sẽ hiển thị là chưa xác thực nha anh em. Dù là ví điện tử hay là các ứng dụng đầu tư của Việt Nam thì chúng ta cũng phải đều xác thực nha, để nó chứng minh một tài khoản chỉ một người sử dụng thôi anh em. Còn cái vấn đề mà chúng ta sẽ sử dụng hộ chiếu này, tạo một cái tài khoản, sử dụng căn cước tạo một tài khoản, chứng minh tạo một tài khoản, thì anh em có thể thử để có thể tạo 3 tài khoản ha. Tại vì cá nhân mình cũng hay sử dụng căn cước và chứng minh để tạo 2 cái tài khoản và mình thấy nó vẫn được. Rồi ở đây thì mình sẽ sử dụng mình có căn cước và chứng minh luôn. Ở đây mình sẽ chọn chứng minh thư nhân dân trước ha. Nếu như sử dụng chứng minh không được thì mình mới qua căn cước. Đó, tôi đã hiểu này. Và lưu ý khi mà chúng ta chụp ảnh các cái giấy tờ tùy thân á, thì giấy tờ phải còn hạn sử dụng là hình gốc, không scan và photocopy. Chụp đủ cả mặt trước và mặt sau, đảm bảo môi trường đủ sáng, rõ nét, không bị lóa sáng. Đó, anh em lưu ý nhé. Nếu như chúng ta chụp ảnh dính các trường hợp này thì nó sẽ không duyệt đâu. Tôi đã hiểu này. Đó, cho phép nhé. Bây giờ chụp mặt trước và mặt sau thôi. Anh em đừng nghĩ chỉ chụp mặt trước và mặt sau thôi nhé, tại vì nó còn một bước đó là xác minh gương mặt nữa. Nó có hướng dẫn quay video xác thực gương mặt này nha. Đó, chúng ta có thể tham khảo sau đó làm theo thôi. Nếu như nó hiển thị qua cái bước xác thực thành công như thế này, tài khoản của bạn đã được xác thực thành công. Đơn giản ha, bot nó duyệt cho chúng ta nên khá là nhanh thôi, hoàn tất. Đó, bây giờ đã hiển thị là xác thực và anh em có thể bấm chữ sửa ở đây để thay đổi cái avatar của anh em. Rồi thì quay về lại cái tài khoản của chúng ta đi. Ở đây anh em sẽ nhận được 30k đúng không? Nhưng mà 30k này chúng ta sẽ sử dụng được như thế nào? Đây, ha. Bạn có tiền thưởng 30k này anh em. Rồi, chúng ta quay ra ha. Thì ở đây chúng ta sẽ vô phần tích lũy. Nếu như anh em nào mà từng tham gia cái app có tên là Finhay này, hay là Tickcorp mình từng review cho anh em, thì ứng dụng này nó cũng tương tự thôi nha. Chúng ta muốn sử dụng thì anh em phải nạp tiền vào. Đương nhiên là sau khi nạp tiền vào rồi, anh em nhận được 30k, anh em rút ra vẫn được, sẽ không bị tính phí gì đâu ha, nên anh em cứ yên tâm. Rồi, ở đây chúng ta có thể nhìn thấy Infina, nó là một cái ứng dụng đầu tư tích lũy để kiếm tiền thu nhập. Đại khái giống như là khi mà chúng ta có tiền, anh em bỏ vô ngân hàng, thì anh em sẽ được là phần trăm đúng không? Thì những cái ứng dụng này nó cũng gần như vậy, nhưng mà cái phần trăm nó trả cho anh em sẽ cao hơn ha. Anh em lưu ý chúng ta sẽ chọn cái phần là tích lũy dành cho người mới nhá. Đây, tích lũy dành cho người mới cái đầu tiên. Rồi ở đây chúng ta sẽ bấm tích lũy ngay. Đó. Rồi chúng ta bỏ qua cái phần này đi. Bỏ qua ha. Rồi sẽ bấm là tích lũy nè. Rồi, min nạp của chúng ta sẽ là 500 ngàn. Không phải chúng ta sẽ nạp 500 ngàn đâu. Rồi chúng ta sẽ bấm vô nha, 500 ngàn. Ví dụ như chúng ta bỏ vô 500 ngàn để đầu tư tích lũy chẳng hạn. Trong 6 tháng anh em sẽ nhận được là 11.953 đồng ha. Khá là ít. Đương nhiên sẽ không ai đi đầu tư một cái số tiền ít như thế này đâu. Ở đây mình đang review cho anh em để nhận 30.000 thôi, nên chúng ta chỉ cần nạp 500.000 là được. Nếu như chúng ta bỏ vô 50 triệu chẳng hạn, thì 6 tháng chúng ta nhận được là 1.1 triệu. 500 triệu thì anh em sẽ nhận được là 11.9 triệu, đúng không? Đó.
5 tỷ chẳng hạn thì sẽ kiếm được khoảng là 119 triệu đấy. Rồi ở đây chúng ta chỉ cần quan tâm nạp 500 ngàn thôi. Với lần đầu nạp thì ít nhất phải là 500k nha. Lợi nhuận sẽ là 6% một năm. Rồi bấm tiếp tục này. Tiếp tục đến cái phần xác nhận tích lũy. Thì ở đây anh em sẽ thấy có cái phần sử dụng 30 ngàn tiền thưởng ha. Đây là cái phần tiền thưởng mà lúc chúng ta tạo tài khoản anh em nhận được. Thì chúng ta sẽ bật nó lên. Nó giống như là voucher giảm giá vậy thôi. Nhưng mà anh em sẽ sử dụng khi mà chúng ta nạp tiền. Đó. Thì ở đây anh em sẽ cần thanh toán là 470 ngàn. Có nghĩa là chúng ta chỉ cần nạp vào 470 ngàn thôi. Anh em sẽ nhận được là 500 ngàn ở trong tài khoản. Đúng không? Đến cái bước này thì nó sẽ hướng dẫn anh em thanh toán nhé. Tiếp tục này, tôi đã hiểu này. Đại khái nó sẽ nói anh em á là sẽ gửi đến cái số tài khoản này với cái số tiền này và với cái nội dung này. Và mình kiến nghị anh em nên sử dụng các cái ngân hàng nào á mà khi mà anh em gửi tiền á nó không bị tính phí nha. Có nghĩa là anh em gửi 470 ngàn thì chỉ mất 470 ngàn thôi. Đó, sẽ không bị tính phí. Còn những cái ngân hàng mà bị tính phí á thì hơi chua nha anh em. Chúng ta chỉ kiếm được 30 ngàn thôi mà anh em mất vài ngàn hoặc là vài chục ngàn để gửi tiền thì nó hơi phí. Rồi ví dụ ở đây mình sẽ sao chép cái số tài khoản này. Và cái ngân hàng này á là Techcombank nha anh em. Đây, có cái avatar và cái tên ở phía trên. Một cái ngân hàng mình từng review cho anh em đó là Timo. Khi tạo tài khoản anh em sẽ nhận được 20 ngàn trong tài khoản ha. Timo là một ngân hàng số. Chúng ta chỉ cần tạo tài khoản online, xác minh online là anh em có thể gửi tiền và nhận tiền được rồi nha. Rồi tài khoản ngân hàng này, tên ngân hàng này thì chúng ta sẽ tìm là Techcombank, đúng không? Rồi chúng ta sẽ dán cái số tài khoản hồi nãy ra. Đấy. Rồi, công ty cổ phần Real Estate Fintech ha. Ở đây anh em sẽ thấy tên này, công ty cổ phần Real Estate Fintech. Có nghĩa là chúng ta đã sao chép đúng cái số tài khoản rồi. Còn cái phần chi nhánh này không cần ha. Nếu như anh em gửi những cái hình thức chuyển tiền cũ ngày trước ấy, thì nó sẽ yêu cầu anh em thêm cái chi nhánh chuyển tiền chậm á. Còn bây giờ thì không cần, bây giờ nó nhanh anh em. Ngân hàng nào cũng liên thông hết. Tiếp theo chúng ta sẽ sao chép cái số tiền quay lại ha. Bấm xác nhận này. Rồi chúng ta sẽ dán cái số tiền ra. Đó, như thế này. Rồi cái phần cuối cùng là cái phần nội dung chuyển tiền. Chúng ta cũng phải sao chép luôn. Quay lại, anh em sẽ dán ra. Đó, lưu ý làm đúng từng bước nhé. Kiểm tra lại một lần cuối xem nó hoàn toàn chính xác hay chưa. Nội dung chuyển tiền là quan trọng nhất. Còn cái số tài khoản và số tiền mình nghĩ là cái phần này anh em ít khi sai lắm. Chủ yếu là cái nội dung chuyển tiền nha anh em. Rồi, sau khi kiểm tra thành công chúng ta sẽ bấm chuyển tiền. Số tiền là 470 ngàn nhé, bấm chuyển ngay. Rồi, ở đây mình sẽ nhập một cái mã xác minh. Timo sử dụng sướng lắm anh em, không bị trừ phí gì hết. Mà tạo tài khoản còn được tiền này, đi giới thiệu bạn bè cũng được tiền này. Khá là ngon luôn anh em, thỉnh thoảng còn có sự kiện cho anh em chơi nữa. Ngân hàng này là ngân hàng số nha anh em. Sau khi gửi tiền xong, quay lại ứng dụng thì anh em sẽ bấm vô chữ tôi đã chuyển tiền nha. Thông tin đã được tiếp nhận, cảm ơn bạn đã xác nhận. Infina sẽ nhận thanh toán của bạn ngay sau khi nhận được tiền. Rồi, chúng ta quay ra. Anh em sẽ thấy phần tích lũy 470.000 đồng thanh toán ha. Đây là đang chờ thanh toán thôi. Và mình đã thanh toán rồi thì cần phải đợi ha. Đợi phía app này duyệt. Đó, đang chờ xác nhận ha. Thì chúng ta sẽ đợi vài phút thôi anh em. Trong lúc đợi tiền cộng thì review tiếp ha. Mình sẽ review tiếp về cái ứng dụng này. Ở trong cái phần hộp quà anh em sẽ thấy, ở đây hồi nãy tạo tài khoản thành công, chúng ta nhận được 30k. Và mình đã sử dụng 30k đó để nạp tiền ngược lại vào ứng dụng này. Thì nó đã trừ rồi nha. Rồi quay lại. Thì ở đây chúng ta đi giới thiệu bạn bè anh em sẽ nhận được cái gì? Mời bạn bè này. Đi giới thiệu bạn bè thì chỉ thông qua cái đường link thôi. Và gửi mã giới thiệu cũng được ha. Nhưng mà chúng ta gửi cái đường link nó sẽ tiện hơn. Người ta chỉ cần bấm đường link, tải ứng dụng về, tạo tài khoản. Nó sẽ tự động nhập mã giới thiệu của bạn luôn. Tạo tài khoản thành công anh em sẽ nhận được là 30.000 đồng. Còn cái người mà anh em giới thiệu thành công á, họ phải đầu tư nha, thì anh em sẽ nhận được là 70.000 đồng. Và lưu ý ở trong cái phần chi tiết điều khoản này anh em, tiền thưởng, bạn sẽ nhận được 70.000 đồng vào tài khoản khuyến mãi trên ứng dụng này sau khi người bạn giới thiệu đã đầu tư thành công lần đầu tiên. Chỉ mới vài phút thì tiền nó đã cộng vào tài khoản của mình ha. Duyệt khá là nhanh thôi anh em. Đây, tài sản của mình đang có là 500 ngàn rồi anh em. Cho người mới, mình đang làm cái gói tích lũy cho người mới ha. Rồi, vậy thì bây giờ định danh email, hợp đồng ngân hàng. Chúng ta muốn rút tiền thì anh em cần phải thêm một cái ngân hàng vô. Đó, bấm vô chữ ngân hàng nhé. Đây, những cái nào anh em thêm rồi á thì nó sẽ hiển thị tích V này, định danh thành công tích V. Email chúng ta chưa thêm thì nó sẽ hiển thị là O tròn như thế này. Hợp đồng thì mình đã đồng ý rồi, tích V. Còn cái ngân hàng mình chưa thêm thì mình sẽ bấm vô để thêm.
Đầu tiên là tên ngân hàng. Anh em sẽ chọn cái tên ngân hàng mà anh em muốn thêm vô. Vietcombank, Techcombank, Sacombank, anh em sử dụng ngân hàng nào thì chọn ngân hàng đó. Thêm hết tất cả các thông tin thì chúng ta kiểm tra lại một lần nữa. Đó là gồm tỉnh này, tỉnh thành phố này, chi nhánh này, số tài khoản này, tên chủ tài khoản này. Những cái thông tin như thế này anh em phải kiểm tra thật chính xác nhé, kỹ lưỡng vào. Còn cái phần tên tài khoản nó sẽ tự động thêm cho chúng ta. Tên chủ tài khoản phải giống như tên tài khoản luôn. Tên tài khoản ở trong ứng dụng này phải giống tên tài khoản của ngân hàng. Đó, nó mặc định, nó ấn định rồi anh em. Kiểm tra hết, đúng hết rồi, chúng ta bấm chữ lưu là được. Đó, cập nhật thành công. Và nếu như anh em nào mà không biết cái chi nhánh của bạn á, thì anh em lên mạng tìm kiếm nhé. Anh em chỉ cần biết là bạn tạo tài khoản ở đâu thì cái chi nhánh của bạn ở đó, vậy thôi. Còn nếu như anh em tạo online thì nên cân nhắc nhé, gọi lên tổng đài mà hỏi cho nó chắc. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn anh em cách rút tiền luôn. Tổng tài sản 500.000, bấm mua dấu cộng này. Ở đây thì chúng ta sẽ vô cái gói tích lũy này anh em, cho người mới. Hồi nãy chúng ta đã nạp vô đúng không? Bây giờ rút ra thôi nhé. Rút tiền này. Đó. Ở đây chọn một cái lý do bất kỳ thôi. Tôi có việc cần tiền gấp chẳng hạn. Rồi, nhập số tiền muốn rút. Min rút trên ứng dụng này sẽ là 50.000. Giới thiệu một người được 70.000, min rút 50.000. Vậy là một người chúng ta đã được rút luôn rồi ha. Rồi, nhập số tiền muốn rút. Rút hết luôn ha anh em. Đó, 500.000. Rồi, ở đây 500.000 ha. Mình sẽ rút tiền luôn. Đó. Nó sẽ tự động chọn cái ngân hàng mà hồi nãy mình đã thêm nhé. Rồi, bấm xác nhận này. Rút tiền thành công ha. Và cái lệnh rút tiền nó sẽ xử lý cho mình trong vòng là 72 giờ. Nhưng mà mình thấy xử lý nhanh lắm anh em. Vài tiếng thôi. Thời gian mình rút đang là 8 giờ 18 phút nha anh em. Thì để xem khoảng bao lâu tiền nó sẽ về, bấm hoàn tất này. Nếu như chúng ta quay lại lịch sử rút tiền thì nó báo là chúng ta mới rút 500.000 và đang đợi xử lý nha anh em. Đợi khoảng vài tiếng tiền nó đã về rồi nha anh em. Đây, cộng 500.000 luôn, chúng ta sẽ không bị phí gì đâu. Bây giờ sẽ vào lại ứng dụng này, Infina. Lịch sử rút tiền nó đã báo thành công rồi nha anh em. Chỉ sau vài tiếng tiền nó đã về rồi nên anh em cứ yên tâm khi rút tiền trên ứng dụng này nha. Nó báo là trong vòng 72 tiếng, là tránh cái trường hợp mà nhiều người rút tiền thôi, nó sẽ lâu hơn.